Ok, hello mọi người. Wow, trên tay mình đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người về Fimi Plam 2. Ok, thì đợt trước mình cũng có làm những cái clip review và trên mạng có nhiều YouTube thế giới họ làm review rồi. Họ sự họ làm kỹ và có những cái video test thực tế hơn mình. Thì một số lý do tại vì cái nguồn hàng mình không có nhiều nên mình không có khui một con ra để mình sử dụng, mình test review thực tế. Mình chỉ có test nó được một ít khi mình đi bán cho một số khách hàng ở dưới Sài Gòn á, thì không có thời gian test được nhiều nên chưa có trải nghiệm được hết được cái tính năng của nó. Thì mình sẽ giới thiệu mọi người một số tính năng chính của nó. Nói chung là nó là một cái gimbal, một cái camera nhỏ gọn, quay 4K, góc rộng, pin trong. Ba cái yếu tố đó sẽ làm nên cái tính năng mà hấp dẫn mọi người hơn. Là thứ nhất là về góc rộng nè, chống rung tốt, pin trong và tích hợp đầy đủ wifi, bluetooth kết nối với điện thoại và cả jack 3.5 luôn. Có nghĩa là gần như bạn mua một cái phim làm chung này bạn không có tốn tiền mua phụ kiện luôn, chỉ có tốn tiền mua thêm cái thẻ nhớ quay thôi, cứ thế cầm là sử dụng. Tại vì hãng nó gần như nó tích hợp hết tất cả vô cái máy rồi, bạn không có phải mua module wireless rồi mua mic không dây rồi mua những cái tay cần điều khiển, thì nói chung là cũng giống như Pocket 2 á, thì bạn sẽ tiết kiệm một khoản chi phí. Thì nói chung là mình không có nói về vấn đề so sánh mình về cái vấn đề đó vì mỗi người có một cái sở thích, người thích Pocket 2, người thích Fimi Plam 2, ok mình chọn cái nào cũng được. Thì mình chỉ video này mình chỉ giới thiệu mọi người là mình đang cung cấp cái dòng sản phẩm này, mọi người cần cứ liên hệ mình. Nói chung đây là một cái gimbal rất là ok, nói chung là nó giá thành nó phù hợp cho những bạn nào làm vlog quay ban ngày nha, quay ban ngày nó rất là nét, 4K 100 Mbps và được 20 30 frame rất là ok. Full HD thì lên tới một đâu, Full HD thì được 100 đâu 60 120 frame cũng rất là ok, được slow motion được nhiều đó. Và mình đến cái hàng mình bán là hàng new siêu chính hãng luôn, bảo hành 1 tháng đó. Mình sẽ hỗ trợ khách hàng gửi về hãng nếu có vấn đề trục trặc về kỹ thuật trong vòng 1 tháng, còn sau đó thì mình sẽ tiếp tục hỗ trợ trong 1 năm theo cái day trên hộp. Và cái mức phí vận chuyển về qua lại thì sẽ hỗ trợ lẫn nhau 50-50. Ok, đó thì là những cái mình bán, mình sẽ nói rõ khách hàng biết hàng sẽ như thế nào, hàng xách tay, rồi vấn đề bảo hành như thế nào để mọi người có thể chọn kỹ. Và đặc biệt là những cái hàng này không có hàng nhái nha. Nói chung là chỗ nào giá tốt, bảo hành đầy đủ thì các bạn có thể chọn lựa. Ok, mình sẽ để một số cái link YouTube ở dưới description đó, những cái link mà có review chi tiết, những cái sử dụng đó, để mọi người có thể tham khảo hơn. Tại vì thực tế mình cũng chưa có bóc một con ra để mình làm clip, tại vì để bán, tại vì còn có 4 con thôi. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Video chủ yếu là giới thiệu và quảng cáo. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thank you. Đừng quên like và subscribe.